cô xin chào cả em. Như vậy là chúng ta đã xem được rất nhiều video của cô về phần mềm vẽ bên. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 8, đó là vẽ theo mẫu, vẽ chiếc tivi. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì đây chính là mẫu chiếc tivi mà chúng ta cùng vẽ ngày hôm nay. Để vẽ được chiếc tivi như thế này thì chúng ta cùng trải qua những bước như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng quan sát thao tác của cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động phần mềm vẽ pen. Chúng ta sẽ nhảy đúc chuột vào biểu tượng của phần mềm. Bây giờ cô sẽ lấy mẫu của phần mềm để chúng ta dễ quan sát khi vẽ. Thì đây chính là mẫu chiếc tivi mà chúng ta cùng vẽ ngày hôm nay. Để vẽ chiếc tivi này thì chúng ta quan sát được các hình khối ở phía bên trong và lẫn bên ngoài tivi. Ở đây chúng ta có một màn hình tivi ở phía trên và chân tivi ở phía dưới. Như chúng ta sẽ vẽ từng bộ phận, sau đó chúng ta sẽ ráp chúng lại với nhau. Đầu tiên cô sẽ vẽ màn hình tivi. Để vẽ màn hình tivi thì chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta sẽ vẽ phần viền bên ngoài tivi trước, cái khung của tivi trước, sau đó chúng ta sẽ trang trí các họa tiết và các nút bấm sau. Cô sẽ vẽ phần phía bên trong trước. Để vẽ phần phía bên trong, chúng ta chọn công cụ hình chữ nhật bó tròn, sau đó chúng ta chọn kích thước và chọn màu. Bây giờ cô sẽ vẽ. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần phía bên ngoài, chọn cho cô công cụ hình chữ nhật, cũng kích thước như vậy, chúng ta sẽ vẽ phần phía bên ngoài. Lưu ý là phần giữa chúng ta sẽ vẽ rộng hơn để chúng ta vẽ các nút bấm và công tắc trên tivi. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ vẽ nút bấm. Để vẽ các nút này thì chúng ta sẽ vẽ bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ sao chép vào. Vì chúng ta thấy kích thước của ba nút này giống nhau và ba nút hình tròn bên này giống nhau, sau đó chúng ta sẽ vẽ chúng cùng một kích thước, sau đó chúng ta sao chép vào. Thì đây là nút thứ nhất. Sao chép vào, chúng ta chọn công cụ select, chúng ta đóng khung lại và nhấn giữ control và đưa con trỏ chuột vào đây để sao chép, hoặc là chúng ta dùng nút lệnh copy, nút lệnh paste là chúng ta di chuyển ở đây. Và chúng ta lưu ý là trong quá trình khi chọn hình này nè, chúng ta sẽ chọn bằng công cụ select, nhưng mà chúng ta chọn với kích thước lớn hơn thì chúng ta sẽ dễ di chuyển hơn. Nếu như vậy, nếu chọn nhỏ quá thì chúng ta đưa vào chúng ta thấy nó rất khó di chuyển. Đây là nút thứ nhất. Chúng ta có nền phía sau này, các em thấy chưa? Nếu như để bỏ cái nền này đi thì các em vào select, nhấp vào dấu mũi tên, chọn cho cô công cụ nền trong suốt. Đó, như vậy chúng ta sẽ mất nền đi. Và chúng ta có ba nút như vậy. Các em có thể chọn giãn lần thứ hai thì chúng ta sẽ có thêm một nút lần thứ hai. Nếu chúng ta thấy to quá thì chúng ta có thể thu nhỏ nút lại. Rồi. Đây, bây giờ cô nhấn Ctrl Z để quay lại. Cô sẽ thu nhỏ nút này lại, sau đó chúng ta sẽ sao chép. Rồi. Bây giờ sao chép. Nhận lại phát để chúng ta có thêm nút thứ hai. Và nút thứ ba, chúng ta đưa nút này vào. Như vậy chúng ta có ba nút bấm trên TV. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ ba nút tròn phía bên tay phải. Chọn cho cô công cụ hình oval và nhấn giữ phím Shift để được hình tròn. Tương tự như vậy, chúng ta chọn công cụ select và chọn hình tròn, nhấn copy, nhấn paste để chúng ta có được hình tròn thứ hai. Nếu thấy to quá thì các em có thể thu nhỏ lại cho đẹp hơn. Sau khi chúng ta có được ba nút bấm này, chúng ta thấy là đặt vị trí nó hơi xa thì chúng ta có thể di chuyển nó qua đây ở góc bên này chính xác hơn. Rồi, chúng ta cũng có thể thu nhỏ lại
Tùy vào mình. Sau khi thu nhỏ thì chúng ta thấy này, kích thước của ba nút này nó hơi bị dẹp, cho nên chúng ta thu theo chiều ngang cho nó tròn lại một xíu nữa. Cố định như vậy đi. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ các họa tiết bên trong. Chọn thứ nhất là hình ngôi sao. Chúng ta vẽ cho cô hình ngôi sao. Hình này thì chúng ta có thể vẽ trực tiếp luôn, vì chúng ta cũng có thể di chuyển. Thứ hai là hình tròn, thì chúng ta chọn cho cô công cụ hình oval và nhấn giữ phím Shift để vẽ. Tương tự hình vuông chúng ta cũng chọn công cụ hình chữ nhật và nhấn giữ phím Shift rồi kéo thả chuột thì chúng ta sẽ được hình vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ chân đế. Thì để vẽ chân đế thì chúng ta sẽ vẽ mặt chân đế ở phía dưới và phần thân ở phía trên. Để vẽ mặt thân đế phía dưới chúng ta sẽ chọn công cụ hình oval. Em vẽ cho cô hình thứ nhất và sao chép thành hình thứ hai. Nhận giữ phím Ctrl sao chép thì chúng ta có được hình thứ hai. Sau đó chúng ta thu nhỏ theo đường chéo thì sẽ được hình nhỏ hơn, chúng ta thả vào bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn công cụ hình chữ nhật và vẽ cho cô phần thân đế. Bây giờ mình sẽ di chuyển thân đế này vào phía bên trong. Cô vẽ cao lên một xíu để chúng ta dễ di chuyển vào bên trong. Đổ màu phần thân đế luôn. Chọn cho cô công cụ tô màu, chọn màu và đổ vào. Sao nó bị lỗi cái này. Để cô vẽ lại vị trí khác. Cô xóa cái hình này đi, cô vẽ lại vị trí khác. Chọn công cụ hình chữ nhật. Chúng ta chọn vẽ vào bên này một xíu. Rồi sau đó cô sẽ đổ màu vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sao chép thân đế này thả vào phía bên trong. Nếu chúng ta thấy nhỏ thì chúng ta có thể kéo cho nó lồng ra. Thì mình cho nó vừa với như cái hình chúng ta đã thấy. Kéo ra một xíu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ màu luôn phần chân đế ở phía dưới. Chọn cho cô công cụ đổ màu, chọn màu vàng, đổ phần phía trong và màu đỏ phần phía ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy cái này đặt vào đây. Chúng ta chọn công cụ select, đóng khung lại, di chuyển cái này vào đây. Đó, chúng ta canh sao nó nằm vị trí chính giữa cho đẹp, vừa khớp với chính giữa thì nó sẽ đẹp hơn. Cô thu lại, cô đặt cái này trùng với đường viền này đó, thì chúng ta thấy nó sẽ khớp hơn. Các em có thể nhấn giữ phím Ctrl và di chuyển bằng dấu mũi tên thì mình sẽ di chuyển nhẹ nhàng hơn. Rồi như vậy chúng ta sẽ tiếp tục tô màu phần còn lại. Đầu tiên thì cô sẽ tô màu các nút nhỏ nhỏ trước. Đây chúng ta có nút màu cam. Màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt hơn nữa. Chúng ta chọn phần Edit Color, chúng ta sẽ chọn cho cô màu xanh nhạt. Rồi. Tương tự như vậy, chúng ta đổ ba màu còn lại. Đây chúng ta chọn viền màu đen. Lúc nãy cô vẽ viền màu đen thì cô cũng có thể thay đổi viền bằng cách chọn công cụ tô màu, đổ màu lại, đổ ngay cái viền thì nó sẽ là màu đỏ. Các bạn đổ viền
Nếu thao tác chúng ta làm chưa đúng, chúng ta nhấn Ctrl Z để quay lại nhé các em. Hoặc chúng ta có thể nhấn một lần undo ở đây. Đổ màu tiếp là màu vàng. Rồi, chúng ta sẽ đổ hình nền của TV. Chúng ta edit màu này cho đậm hơn một xíu. Rồi, ok. Tiếp theo chọn màu xanh. Màu xanh đậm. Màu xanh đậm hơn. Màu xanh. Như vậy chúng ta đã vẽ được chiếc tivi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được chiếc tivi. Thì cô hy vọng với cái cách hướng dẫn này, các em có thể tự vẽ cho mình một chiếc tivi thật là đẹp và sử dụng các họa tiết để trang trí các tivi của mình theo phong cách riêng của mình nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài sau.